Vì vì như của tôi có tao phải giết hết chúng mày. Giết, 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 giết. Còn một con ở trên kia nữa. Ừ, chúng ta phải đột nhập lên trên trên để chúng ta giết nó. Đờ mờ. Ừ, giết, 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 giết. Có con nào nữa? Con nào vẫn dậy? Ủi sao đông thế này? Ồ, đây có một con Enderman. Mình nhìn nó mắt nó và mình đang tấn công. Mình đang bị nó tấn công. Nó đang đánh mình. Mình không biết làm gì hết. Ồ, nó bay phát ra thích ngoài kia luôn. Bây giờ mình phải làm gì? Vãi sao mà đông thế này? Khắp mọi nơi đều là quái vật. Và bây giờ mình đang phải đối chọi với tất cả các đống quái vật này và mình sắp bị chết đói. Mọi người hãy nhìn vào cái thanh máu của mình sắp chết đói. Mình phi cái video luôn. Bây giờ mình đánh nhau với chúng nó bằng tay không? Mình đang ấn cái gì thế này? Mình ấn linh tinh rồi. Và mình đã hy sinh. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và đây là mod Naruto. Thì như mình đã hứa là khi mà chúng ta đạt được 3.000 lượt xem thì mình sẽ đến với tập tiếp theo của Naruto. Và nếu các bạn nào muốn biết lịch ra những cái video mới nhất của mình thì các bạn nhớ lên fanpage. Và các bạn theo dõi ở trên fanpage những cái lịch ra video mình sẽ post trước 2-3 ngày để các bạn xem. Và mình sẽ ra cái này đầu tiên. Và mình hy vọng là mình sẽ đạt được 3.000 lượt xem sớm để chúng ta có thể có được clip Naruto vào cái lượt vào cái lịch phát ở tiếp theo. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Và như các bạn có thể thấy lúc nãy mình vừa bị chết xong. Đó mà đây. Ô, chào. Ngươi tên là gì? Xong mắt của ngươi xấu vậy. Mình vừa mới vào mình đã bị giết rồi. Và mình mất hết đồ. Và tình trạng là không nhặt được lại đồ nhá. Và nếu anh em đồng ý thì chắc mình sẽ phải xài keep inventory thôi. Bởi vì mình đã bị mất cái đống sắt mà mình vừa kiếm được rồi. Và tập này chắc là mình phải đi kiếm lại cái đống sắt. Mỡ mày. Con cờ lợn này. Tập này có vẻ như phải đánh nhau rất nhiều ninja đấy. Ờ, có công tê rồi. Hựa. Đây, đây là cái chỗ mình vừa chết. Và nó không cho mình nhặt lại đồ thì vậy. Mình thề là mình không đào lại được. Mình không đào lại được các bạn ơi. Thế là mình mất rồi. Từ từ. Mình sẽ lấy gỗ. Và mình sẽ xài keep inventory nhá. Kệ cho mọi người có đồng ý hay không. À thôi, đợi mình xin ý kiến của mọi người thôi. Chứ mọi người thích thì mình xài inventory. Bởi vì mình cảm thấy là khi nó chết ấy, thì mất đồ sẽ khó, rất khó tìm kiếm cái mod này. Ít dương vôn. Ok. Bây giờ mình sẽ làm một cái. Ồ, mình có nhiều đá này. Mình sẽ làm một cái mình bây giờ mình sẽ quay trở lại cái hang đấy. Nói chung là tập này mình sẽ cố gắng sửa lại cái căn nhà cho đẹp. Ok, làm một cái cúp đá và một cái kiếm đá. Ok, và một cái rìu đá trước, rồi kiếm đá sau. Ok. Rồi ok rồi. Thế là mình đã có một bộ. Bây giờ thì mình phải đi còn cái Cray. Ô, oh, vãi đào cái mộ lên nhặt được lại đồ. Vậy là mình không cần xài keep inventory rồi. Ok. Và tập này mình sẽ sửa lại căn nhà cho đẹp. Trong cái thời gian sửa nhà đấy thì chúng ta cùng xem nào, xem có gì. Ồ, oh, vậy là mình cần phải làm thêm giường. Cái căn nhà nhìn tởm vãi. Không cần nói, mình không cần các bạn chê, mình biết là tởm mà. Ủa, thiếu một ạ. Món này vào được không? Được luôn. Ờ, ngon rồi nha. Bây giờ mình sẽ cất hết đồ vào đây. Để tập này chúng ta sẽ sửa lại căn nhà cho đẹp. Và tập sau thì mình sẽ khám phá xem nó có những cái gì hay ho để chúng ta có thể làm hơn. Cất hết đồ vào đây. Ok. Nào, làm việc nào, làm việc nào. Chúng ta sẽ mở rộng cho căn nhà nó to hơn. Thì có lẽ là mình sẽ chơi cái Naruto này và mình sẽ không chơi Minecraft sinh tồn nữa. Bởi vì thực sự là Minecraft sinh tồn rất ít người ủng hộ. Vì thế mình quyết định sẽ tạm dừng nó tầm 1 năm hay 2 năm gì đấy. Và bây giờ mình sẽ sửa lại căn nhà này. Thì vì thế mà cái mod Naruto nó sẽ dài hơn một tí. Và mình đã biết được cái mục đích của mình, đó chính là đánh mấy con boss rồi. Thì nói chung là các bạn kêu là có nhiều boss lắm. Thì nói chung là như vậy, mình cũng chưa biết được. Tại vì mình vẫn còn. Mình nghĩ là đằng trước là mình sẽ không phá. Mình nghĩ là ở đằng trước. Đằng trước vậy là đẹp rồi.
mình sẽ sửa đằng sau với lại ở hai bên cho nó dài ra. À, trong cái thời gian đấy sao mình không nung sắt ta? Cái giường nào có sắt nhỉ? Ủa, đây có mười mấy sắt đây nè. Có than nữa nè. Ok. Và ai lại cái âm lại cái bản nhạc quen con ngựa thuộc này. Ok. Tớ này sẽ sửa cái nhà cho đẹp nào. Nhà của Hóc Qua Ghe ai để xấu vậy? Thì mình đã nói rồi đấy. Thì đầu tiên là mọi người cứ kêu là 1.000 lượt xem là viển vông, 2.000 lượt xem là viển vông, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã đạt được tới 3.000 lượt xem rồi đấy. Đâu có gì khó khăn mấy đâu. Chỉ cần mất 3 ngày. 3 ngày mà được 3.000 lượt xem đối với mình đó là một cái thành công rực rỡ rồi. Và mình vẫn quyết định là sẽ lấy 3.000 lượt xem làm cái mốc cho cái series Naruto này. Bởi vì trong cái channel của mình ấy, thì mình nghĩ là mọi người yêu thích cái series mạng Naruto này nhất thì mình phải kiếm tí mới được. Nói là kiếm tí mới được. Và hai kiếm tí mới được ạ. Và ai kiếm tí. Thì nói chung là mình có thể kiếm lượt xem nhiều hơn nhờ cái Naruto này. Thì nói chung là cũng là nhờ cái mod này nó hay đối với các bạn quá cho nên là ok. Chắc là thiếu gỗ rồi. Xây vào căn nhà mình đã lấy ít gỗ này. Và nếu như các bạn thích cái mod nào thì các bạn có thể kêu mình cài thêm vào cái mod này nhá. Bởi vì cái map này có thể cài thêm mod được mà, đúng không? Thì đấy, nó đơn giản là như vậy đấy. Ok. Đá đây. Ồ, hết gỗ à? Đờ phét hết gỗ thật rồi. Chắc là phải đi chặt cây thôi. Chứ hết gỗ rồi. Ok, đi chặt cây nào. Gần đây có cây không? Sao đó còn vẫn còn cái chỗ đi spawn kìa ta? Mình nhặt hết đồ lại mà sao nó vẫn còn deep bon. What the hell, what the fuck. Chắc là bây giờ mình phải đi kiếm mấy cái kia để mình tại sao mình lại xây nhà bằng gỗ ta? Tại sao mình không xây nhà bằng đá ta? Bởi vì đá có vẻ dễ kiếm hơn, với lại đá có ở khắp mọi nơi nữa. Mình lại chọn cái lựa chọn đi xây nhà bằng gỗ. Mình cũng bá. Lấy tay mò thì chúng ta sẽ dễ được mấy cái hạt giống với lại mấy cái trái táo hơn. Từ từ mình đang chơi Crazy Giáp Crazy Crab ấy thì nó nặng vô. Bây giờ tự nhiên chơi lại cái này nó nhẹ vãi. Chơi thích vãi. Thì mình nói rồi, cái series Crazy Crab ấy mình chơi theo ý của những người bạn nào mà yêu cầu mình chơi. Vì thế mà các bạn nào yêu cầu mình thì sẽ có trách nhiệm là chỉ mình chơi, chứ mình sẽ không đi hỏi cái mình khác. Các bạn làm vậy mình buồn lắm. Bởi vì mình chơi theo ý các bạn, mà các bạn lại kêu mình hỏi cái mình khác thì thà các bạn qua mấy cái mình như các bạn xem. Mình đây là mình chơi theo ý các bạn cho nên các bạn phải biết những cái gì, các bạn phải chỉ mình đấy. Vậy mới đúng là những vậy mới đúng là phong cách của những con người yêu cầu chứ. Mình có vẻ mình nói hơi to thì nhớ nha, các bạn đừng có kêu mình qua xem cái mình khác chơi, mình buồn vô. Và mình biết là những người đấy không phải là fan hâm mộ của mình, vì thế mình biết trước rồi, mình biết trước rồi, tôi đã biết rồi, tôi đã thấy em bên người ấy. Ok, vẫn chưa đủ để xây đâu, mình không có hạt giống ấy nè. Cây thì hết rồi. Kiếm đâu ra cây đây? Vãi, khu này bị mình lâm tặc hết cây rồi. Đờ mà mình thốn vồn. Vãi, khu này không có cây à? Ui. Ui. Ui, khu này không có cây ạ. Ui, vậy bây giờ mình kiếm đây tít mà kiếm có cây kìa. Chắc là mình phải ra mình lấy một ít cây mình sơ muối ấy. Mang về mấy cái hạt giống mình nhà mình nhà còn nhiều sữa. Ô, cả một rừng cây. Nhưng mà mình vẫn phải lấy thêm mấy cái hạt giống để mình sơ muối. Các kiểu. Ôi mà hết chỗ rồi. Hình như cái gỗ này là gỗ khác thì phải. Để thử nào. Gỗ khác. Gỗ khác thì thôi. Thôi kệ lấy luôn. Gỗ gì lấy cũng được. Mình sẽ lấy tuyết để mình làm cái sàn nhà. Mà hình như mình không có xẻng. Thì mình sẽ làm xẻng ở đây luôn. Thì trong cái lúc chờ đợi ấy, thì mình sẽ ok, và có lẽ mình sẽ skip đi qua cái mấy khúc mà lấy
lấy gỗ với lại lấy tuyết thì bởi vì nó mất thời gian. Ok. Yo thì chào mừng anh em đã kết thúc ở nhập đã quay trở lại với phần phần cái bíp đã tiếp tục quay trở lại thì vừa nãy mình đã lấy xong ít tuyết với lại gỗ và mình suy nghĩ là tuyết sẽ cần hơn gỗ, vì thế mình sẽ không lấy gỗ nữa, mình sẽ làm cái nhà mình bằng tuyết luôn. Nhìn cho nó đẹp. Và mình không biết như vậy nó có đúng hay không, nhưng mà kệ con ngựa nó đi. Ok. Để mình xem nào. Mình đang định lấy cái gì nhỉ? Mình quên mất rồi. What the fuck? Mình đang lấy cái gì nhỉ? Thì mình sẽ tập này mình sẽ xây nhà bằng tuyết đi. Sau nhưng mà mình phải làm mái bằng gỗ để cho nó đỡ bị làm mái bằng đá hay gỗ để cho nó đỡ bị mưa nó cháy đi á. Thì mình đang tìm xương à, đúng rồi, đang tìm xương. Ở đây có một cục xương đây. Xương để bón cho cái cây lên đấy, mình vừa nói đấy, là mình sẽ làm một cái gì đó có ích cho xã hội đó. Thì nói chung cứ để đấy rồi mình chặt đi để lấy cái kiếm mấy cái trái cây, kiếm mấy cái mầm cây. Hy vọng là kiếm được nhiều nhiều mầm cây tí. Mà mình sẽ để tự rớt ra chứ mình không có thời gian để mà mình kia đâu. Đấy, để nó tự rớt ra, nếu mà tí nó rớt ra mầm cây thì mình sẽ nhặt. Bây giờ mình sẽ phải tiếp tục sửa cái căn nhà này. Và chúng ta sẽ làm bằng nhà bằng tuyết thay vì gỗ như lúc vừa nãy mình đã định. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không đủ tuyết thì nói chung là mình cứ làm trước đó. Mình chỉ có từng đây tuyết thôi, tại mình cũng lười đào các kiểu á. Nhìn nó cứ thế nào á. Rồi kệ. Đào bớt này ra. Còn xẻng nè. Vãi giờ mình đào mất mấy cái xẻng mới được một ít tuyết đấy. Không phải dạng vừa đâu, mà là dạng rộng ha. Đờ phép. Vãi mất tuyết ạ. À? Rồi. Bốn cái tuyết chúng ta sẽ tạo ra một khối tuyết. Ok. Ok. Ở sau thì chắc không cần phải làm cái kia đâu. Làm cho nó dài dài một chút là được. Nó rớt ra cây nào. Đấy có mầm nè, đấy. Ô, nhiều mầm quá. Bây giờ mình sẽ lại đi trồng. Các bạn nhớ là khi các bạn chặt cây thì các bạn nhớ trồng lại nhá. Chúng ta phải là những con người chăm chăm con ngựa nó chỉ. Lại cái mầm đấy nè. Trồng ở đây. Đó. Thì mình nghĩ là mình chỉ làm được ba bậc bằng cái này thôi. Còn một bậc nữa mình sẽ làm gỗ ở trên. Bởi vì mình cũng kiếm được khá nhiều gỗ. Với cả mình cũng không 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 tin tưởng ở cái việc là mình sẽ có đủ đủ gỗ để mà mình cái đờ mà mình làm gì này. Mình nghĩ là mình sẽ không có đủ gỗ để mình làm mấy cái linh tinh kia. Như vậy có phải là hơi ngắn hay không ta? Thôi cũng được. Nhìn cũng được. Không có đến nỗi ngắn lắm thì đây. Đến đây là đẹp rồi, nhìn cũng rộng, dài, nhà dài nhưng không có rộng. À nhà rộng chứ không có, nhà dài chứ không có, nhà rộng chứ không có dài, đờ mờ. Ok. Có vẻ như lố rồi, ok. Đã lố thì ông cho lố luôn. Nhà dài kinh luôn mà chưa có rộng thì chắc là tập sau chúng ta sẽ cho rộng hơn. Chúng ta sẽ để cái này ở góc nhà. Đấy, nhìn bề căn nhà nó đỡ hơn. Nhưng mà vẫn chưa chưa thực sự đỡ hơn bởi vì mình chưa có làm xong á. Thì mình nghĩ là mình sẽ phải làm cho xong đi ở trong cái tập này luôn. Vì thế nó mới có thể good good được. Mình nghĩ là không đủ đâu. Nhưng mà không đủ thì cũng phải làm thôi chứ sao giờ. Nếu mà nó còn thiếu cái gì thì sẽ kiếm lại ở phần sau. Ủa mất luôn ạ. À. Và ai bốn tuyết của tôi. Mình phải làm cẩn thận lại thôi. Không thể để mất vỡ dàng vậy được. Chắc là đi vào trong nhà làm cho kia. Cho xì con ngựa tai. Ô. Chắc là phải làm cái cửa trước nhỉ. Chắc chắc mình phải làm cái cửa ở đây để cho nó tiết kiệm tuyết. Đấy làm cái đây là cái cửa để cho tiết kiệm tuyết. Ồ, lại phải làm cái rìu mới ạ. À. Đây còn cái rìu nữa nè. Còn một cái rìu sắp hư ở đây.
Thôi đập cho nó hư nốt đi rồi. Ok. Thì như mình đã nói, đây có một cái cửa sổ để cho nó tiết kiệm đấy. Tiện thể nhìn ra ngoài nó cũng đẹp hơn nữa. Có một công đôi việc á. Rớt cái cửa đấy. Vẹt. Không rớt luôn ạ. Vãi cửa. Hy vọng là đừng có hư trước khi mình đập xong. Đừng có hư nhé. Đừng hư nhé. Sắp hư rồi đấy. Nhưng mình hy vọng là sau khi mình phá xong mấy cái này nó mới hư. Ok, vậy mình nghĩ là đủ á. Thì làm mấy căn nhà nhìn cũng tuyệt. Rồi, hy sinh luôn. Mặc dù mình đang thiếu tiết nhưng mà kệ, hy sinh luôn. Ok, mình nghĩ là đủ làm ở dưới phần sàn. Không, không đủ. Thì mình sẽ kiếm tiếp ở tập ở phần sau để mình làm cái sàn bằng tuyết nó nhìn cho đẹp. À quên. Cái xẻng rồi. Phải lấy xẻng rồi. Đó, hai cái cửa sổ. Đấy, các bạn thấy sao? Nhìn cũng có vẻ là trơn tru. Thì cái này chắc mình phải đào để mang vào nhà thôi. Bọn trộm cướp bây giờ nó kinh lắm. Nó đớp hết mấy cái này luôn đấy. Ok. Mình sẽ để ở chỗ nào để. Đây sẽ là cái nhà vệ sinh để mình yết kiểu đây. Đây phải có hai ô ấy nhỉ. Hai ô. Sặc. Vãi. Mình lỡ đào ba ô rồi. Thôi đào luôn. Đào ba ô sợ đi ở chứ nó nhìn thấy đấy. Đây nhà vệ sinh. Thôi bây giờ khỏi 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 làm nhà vệ sinh ở trong nhà. Đây sẽ là chỗ này. Mình sẽ ngủ ở đâu? Mình sẽ ngủ ở gần này để có gì sáng dậy đánh răng rửa mặt các kiểu đấy. Mấy cái giường đồ thì chắc là sẽ để ở với dãy góc kia. Hết gỗ rồi nè. Vãi. Sao mình cứ phải bắt gặp cái tình trạng hết gỗ ấy nhỉ? Đờ mờ nhạy chuột nhạy vãi lồng. Ok. Lấy hết luôn. Ồ. Mình sẽ làm mấy cái rìu gỗ luôn. Đờ mờ ông đang dư đồ gỗ, ông đang dư gỗ lắm rồi này. Thì tại mình không thấy sắt cho nên mình ôi giời ơi, nhiều quá, nhiều quá. Mình sẽ cất bớt vào đây. Đây 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 đây. Mình sẽ lấy gỗ ra, gỗ tí tí nằm nóc nữa. Ok. Ok. Tủ đôi. Ok. Ok. Ô, mình vứt hết vào. Phải mình. Có đá không? Hết đá mới kinh nhỉ. Đây đây có đá không? Đây còn nhiều đá nhỉ. Cái bàn chế tạo nữa thì ủa, cái bàn chế tạo rồi. Vãi cất vào kia luôn. Mình là cái thằng hậu đậu nhất từ trước đến giờ 10 năm nay của làng Minecraft Việt Nam. Mình biết, mình biết, mình biết, mình biết các bạn đang cười mình. Mình biết, mình biết. Ok. Và mình sẽ lấy lại cái đống này. Đống mọi rợ này. Nhiều thế. Nhưng mà sao nhiều nhiều đồ ấy nhỉ. Thề luôn đó. Chắc là mình phải bỏ thêm hai cái giường nữa ra đây. Bỏ cái giường nữa ra đây. Mới có thể cất hết cái đống đồ này được. Rồi bỏ cái bếp này chắc để dưới lòng đất đi. Nhìn cho nó khác lạ đấy. Đấy. Nhìn cho nó khác khác màu. Mình nhiều bếp vãi. Thôi để mấy cái bếp dưới lòng đất đi. Ông mày. Đấy. Để dưới lòng đất nhìn cho nó khác. Đào luôn. Ok. Ok, đấy. Thì tạm thời căn nhà nó sẽ được đẹp đẽ hơn tí. Nhưng mà tại sao mình lại không nghĩ đến việc làm hai cửa nhỉ? Một cái cửa nhìn nó tù quá. Và gỗ đâu? Gỗ đây. Tuyết đây. Mình sẽ để một cái tuyết nữa để nó chặn ở trên đây. Và cái cửa mình sẽ đào ra. Đem gì ư? Để mình lắp lại cho đẹp. Đấy. Nhìn từ xa nhìn có vẻ tuyệt đấy, mà cái đầu nóc của nó nhìn không đẹp lắm bởi vì cái đấy là mình bắt buộc phải làm vậy rồi. Thì bây giờ mình sẽ leo đây rồi tí nữa mình sẽ sửa lại sau. Để cho che mưa cho nó đỡ tan chảy tuyết. Thì bắt buộc cái việc làm cái nóc mà chúng ta phải làm bằng gỗ. Thôi đừng có làm thêm tầng nữa, em xin. Chặt đi thôi, em xin không làm thêm tầng nữa đâu. Cao quá, nhà cao quá không tốt.
Nếu mà làm tầng nữa thì chắc mình sẽ làm tầng, nhưng mà không phải lúc này. Tập này chỉ là sửa nhà nó đơn giản thôi. Và có lẽ mình sẽ tua đi. Ok. Đấy các bạn thấy chưa, thậm chí là mình thiếu gỗ luôn á. Vãi, bây giờ mình biết kiếm đâu thêm gỗ này đây. Gỗ này bây giờ thiếu vốn. Vừa mình tưởng mình có nhiều gỗ này lắm chứ, mình chặt hết nhà ra cuối cùng vẫn chưa chưa đủ gỗ. Hay là mình để nó ở đâu nhỉ? Chỉ có gỗ vân sa này là nhiều nè. Hay mình đặt tạm lên đây, nhìn nó hai màu nhìn kỳ quá. Thôi kệ. Lỡ đâm lao phải theo lao luôn. Yo, thì chào mừng đã quay trở lại. Thực sự là mình nghĩ là mình cứ nghĩ là đủ nhưng thực sự nó không đủ, vẫn còn mảng này. Nhưng mà mình nghĩ là tập sau mình sẽ sửa xong thôi. Với cả là mình sẽ làm cho cái hàng rào nó dài hơn một tí, với lại sửa sang lại một chút cho cái căn nhà này. Thì có lẽ là tập này sẽ dừng lại đây. Và mình mong chờ 3.000 lượt xem đến từ mọi người. Và hy vọng là mọi người sẽ chỉ mình cái cách để mà mình tìm kiếm mấy con boss để chúng ta có thể tiêu diệt bọn chúng. Thì vâng, và có lẽ chúng ta sẽ kết thúc tập này đây. Tập này nó khá là nhàm chán, chỉ là sửa nhà thôi. Hy vọng là vẫn đạt được 3.000 lượt xem. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau.